Hey, mến chào các anh chị nha. Hiện tại bên vườn nhà em giới thiệu với anh chị là những cái bông trang bên em vườn đang trồng luôn, hàng giống mới luôn nha anh chị. Giới thiệu từ từ cho anh chị xem nha, đây rất là nhiều giống luôn. Đây là cây vàng, mà vàng này là vàng dạ quang nha anh chị, có một cây duy nhất vàng dạ quang nha. Hàng này đẹp, nói chung là vườn nhà em trồng rất là nhiều loại giống luôn. Và đây là một cái vườn vàng son của bên em là trồng rất là dữ thần luôn nha anh chị nha, cây rất là rẻ luôn. Nó dao động từ mấy chục ngàn một cây và mấy trăm ngàn một cây. Hàng này là giống chuẩn luôn nha anh chị, vàng son giống chuẩn luôn nha. Đem cho anh chị coi ha, chân đậm luôn, hàng rất là đẹp luôn. Đây chân đỏ đã ao luôn nè, hồ thấy không, đẹp cực kỳ luôn. Anh chị nào mà mua hàng bên em là yên tâm chuẩn giống nha, tại em trồng ở đây là tới gần mấy công lận, xuất sắc luôn ha. Đem cho anh chị coi nha. Ngoài ra thì bên em còn có cái cây đỏ cẩm thạch nha anh chị, đỏ cẩm thạch bên em đang nhân giống nè. Anh chị nào mua hàng bên em thì rất là nhiều loại giống nha, xuất sắc luôn. Đỏ cẩm thạch nha anh chị, đỏ cẩm thạch cây me này là cây bên em đã trồng được 5-6 tháng rồi. Và đây là cái vàng son, nó vàng son bên em trồng nhóc trơn anh chị thấy không, nguyên một cái bãi cây luôn. Vàng son này yên tâm, anh chị mà mua ha, là bên em là chuẩn giống luôn, xuất sắc là chuẩn giống luôn nha anh chị. Trời, cái bông là nhìn đẹp xuất sắc luôn, trời, bông quá trời đẹp luôn anh chị thấy không, đẹp cực kỳ luôn nha, quá trời đẹp luôn. Đúng là cây này đẹp thiệt, bông đậm lắm. Em phái thành ra em mới trồng nha anh chị nha, em thích là thành ra em mới trồng, cực đẹp luôn, quá trời đẹp luôn nha anh chị. Ngoài ra thì bên em cũng còn trồng ba cái mỹ cam nè, mỹ cam đợt trước em tại vì lỡ trồng mà trồng luôn, mỹ cam cũng có nè. Tím sen Vĩnh Châu bên em cũng trồng một số luôn anh chị, đẹp ha, quá trời luôn, nhiều lắm anh chị ơi, nhiều lắm, rất là nhiều. Những cây mà em bên em đang trồng á là hàng này là đang có giá trị trên thị trường nha anh chị nha. Còn đây là phụng hoàng cam, đem cho anh chị coi bột phụng hoàng cam nha. Phụng hoàng cam này bên em để lấy giống nha anh chị, thành ra cái cây nó không được đẹp nha. Đây phụng hoàng cam bên em có giống luôn nha anh chị nha. Này là phụng hoàng cam cây mẹ, trời lấy giống với con nhỏ te tua hết trơn nè, thấy không, bông đẹp lắm, bông đậm cực kỳ luôn, đậm quá trời đậm luôn. Này em cho anh chị coi nguyên cái bãi cây của bên em nè, đây là vàng son toàn bộ luôn nha anh chị, vàng son nha. Hiện tại vàng son này bên em là trồng trên thùng môn luôn. Ồ đẹp quá trời luôn, thấy không, cái bông rất là đẹp, xuất sắc luôn. Thùng mô toàn bộ hết trơn nha anh chị nha, thùng mô toàn bộ hết. Cây này bên em anh chị nào chốt hàng thì bên em nó là 600 ngàn một cây em bao ship nha. Hàng này bên em đang xả ruộng luôn, 600 ngàn một cây em bao ship, nó cao từ 70-80cm. Có cây bành kia luôn nha anh chị, nè, mọi người có cây gốc bự luôn, thấy không, có cây gốc tàn bự luôn nè, thấy không, bông đậm luôn nha. Này là chuẩn vàng son luôn nha anh chị. Anh chị nào mua thì 600 ngàn một cây, nếu mua một cặp á, thì bên em bán 1 triệu một cây luôn nha anh chị, 1 triệu một cặp luôn nha. Nhiều lắm anh chị ơi, em đây là nhân giống rất là nhiều luôn. Cây này là cây để làm giống nè, nhưng mà bên em xả ra cho anh chị luôn nha. Thấy cây này là bằng tàn đều, anh chị về có thể lấy giống được luôn nha. Nó tàn nó đưa lên ha, nguyên một đống tàn luôn, quá trời đẹp luôn. Ngồi đây nè, cái bông nè, thực tế là cái bông của nó đây đó anh chị thấy không, bông đẹp quá trời đẹp luôn, bông đậm luôn. Nó anh chị nào chưa biết tới bông vàng son thì bên em có vàng son luôn nha. Số lượng bên em là số lượng lớn chứ không có số lượng nhỏ luôn nha anh chị. Anh chị có việc mua thoải mái nha, mua lẻ không, cây giống nhỏ bên em cũng có nữa, mà cây giống bự bên em cũng có luôn nha anh chị, cây giống bự bên em cũng có luôn. Đây có những cây nhỏ nhỏ thì bên em giá rẻ hơn nha. Đây những cây nhỏ nhỏ thì bên em giá rẻ hơn. Nó có một tược, hai tược nè, ba tược nè, thấy không? Thì giá nó rẻ hơn nha anh chị. Anh chị nào lựa cây bự thì bên em giá 600 ngàn nha. Bên em cũng trồng là vàng hường nữa nè, có vàng hường luôn, quá trời đẹp luôn. Đó bên em cũng trồng vàng son nữa anh chị thấy không? Một số vàng son bên em đã thuần bầu, trồng trên bầu sẵn luôn nha anh chị. Mô hình của bên em là trồng cây anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung là nó hạn chế mình chăm sóc ấy, nó đỡ lắm, xài bét này kia nọ đỡ lắm. Còn bên em trồng một khu này là hồng cánh kép nha anh chị. Anh chị nào có mua hồng cánh kép thì bên em có hồng cánh kép luôn nha. Đây hồng cánh kép bên em được cao rồi nè, trời ơi bông đẹp lắm nha, bông rất là đẹp. Đây xuất sắc luôn. Hồng cánh kép cái cây này cao tầm 50-60-70cm nha anh chị. Anh chị nào có mua hàng thì báo em nha. Đó, có con khu này bên em trồng đang nhân giống nè anh chị thấy không, hồng cánh kép nguyên một khu luôn,
bông quá trời bông luôn, nguyên một khu luôn nha anh chị. Đó, cái cây nó cao nữa ha. Cái cây này thì nó cao tầm 50-60cm nha anh chị. Cây này cao tầm 50-60cm luôn. Còn bên đây thì vàng son, có nhiều clip, rất là nhiều luôn. Hàng này đẹp nữa ha. Bên em còn trồng cái vàng vàng sọc luôn nè. Vàng sọc hàng cực đẹp luôn nha. Đây là vàng sọc nó. Hàng này hàng chuẩn bông luôn nha anh chị. Đây hàng chuẩn bông luôn. Vàng là vàng sọc nha, hàng này là bên em có cây giống luôn nha anh chị. Anh chị nào có mua cây giống thì bên em đều có nha. Đây cái bông của nó đây nè. Chuẩn sọc luôn nha, chuẩn sọc luôn. Nhiều lắm. Anh chị nào mà kết bạn với bên em Zalo bên em là 0849333799 nha anh chị. Tham khảo số lượng nhiều hơn thì 0844333799 nha anh chị nha. Kết bạn với Zalo bên em và nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sa Đéc nha anh chị. Bên em có rất là nhiều loại cây mà hàng giống mới cho anh chị luôn tham khảo nha. Nó chị thấy không nè, đứng từ xa mà nhìn cái ruộng. Đứng từ xa mà nhìn cái ruộng bên em rất là dữ thần luôn nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.